1, 2, 3. Hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng mình thực hiện làm bài tập giữa kỳ cho môn thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu. Và đây sẽ là ngày mà chúng mình sẽ phải chốt được cái thương hiệu mà chúng mình lựa chọn để làm là gì. Cô viết như này đúng không nhỉ? Gì nữa? Thôi thương hiệu khác đi sao toàn gọi là... To thế. Sao khó thế, nghĩ đi. Cậu cảm thấy như nào về sự lựa chọn lần này của nhóm nhỉ? Tớ thấy đây là một sự lựa chọn rất là hay. Khó không? Khó, bởi vì đây là một thương hiệu nó mới mở của năm ngoái thôi. Mình thấy thương hiệu này làm nó cũng khá tốt rồi, nhưng mà cũng là một thử thách để cho nhóm chúng mình được trải nghiệm cũng như là làm được tốt cho bài dự thi sắp tới. Nhà mang pizzeria là thế hệ trẻ ra đời năm 2022, tiền thân là nhà hàng The Fit Flavor. Đối tượng khách hàng mục tiêu mà Lemon hướng đến là tiếp khách hàng trẻ yêu thích sự trải nghiệm, có thể độc thân hoặc là có gia đình, với mong muốn mang đến cho thực khách không gian dùng bữa nhẹ nhàng, thoáng đãng. Lemon rất chú trọng trong khâu decor nhà hàng, không gian nhiều cây xanh, tràn ngập ánh sáng, kết hợp với kem màu xanh vàng trầm tạo cảm giác tăng đầy sức sống mà vẫn vô cùng thoải mái. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện, hiểu rõ về giá trị, mục tiêu của thương hiệu cũng là một điểm mạnh của Lemon. USP của thương hiệu được thể hiện ngay trong tên slogan là pizza thủ công từ men. Pizza làm từ mozzarella là một loại men đặc trưng tạo nên những đế bánh thơm xốp, mang vị chua nhẹ kết hợp để ăn cùng các món ăn khác. Sau đó, nó chứa rất nhiều probiotic tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho người tiểu đường và giúp điều hòa đường huyết. Trong khi đó, kombucha ủ mật ong nhà làm, sử dụng mật ong trong trà xanh giúp cho quá trình lên men thay vì đường. Các thành phần phải đảm bảo sự tự nhiên. Về thiết kế hệ thống bộ nhận diện thương hiệu, là men lựa chọn tông màu cam, xanh ô liu và tím, là men đem lại cảm giác trẻ trung, gần gũi với thiên nhiên, đúng như hình ảnh mà thương hiệu hướng đến. Hai mascot là Joy và Jun tượng trưng bánh pizza và trà kombucha thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm thiết kế, từ đó trở thành người bạn thân thiết của mọi thực khách, giúp cho các thông tin được truyền tải một cách tự nhiên và sinh động. Bằng sự chỉn chu trong từng hoạt động, là men dù còn mới ra đời nhưng đã nhận được sự yêu mến của thực khách. Hương vị độc đáo của các món ăn cùng với chất lượng dịch vụ tốt, không gian đẹp và giá cả phù hợp với các sản phẩm đã giúp thương hiệu dần có được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Tuy nhiên, để tiến xa hơn nữa trong con đường ẩm thực, là men cần mở rộng phạm vi của tệp khách hàng. Trong tương lai, với tốc độ phát triển cực nhanh của ngành F&B, thương hiệu cần có chiến lược cải thiện nhận diện thương hiệu để gia tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Đó là lý do vì sao nhóm chúng tôi quyết định chọn thương hiệu là men cho bài tập lần này. Nhóm hy vọng thông qua quá trình tìm hiểu, bàn bạc và triển khai ý tưởng sẽ cho ra đời một hệ thống nhận diện thương hiệu mới hơn, sáng tạo hơn nhưng vẫn giữ được chất riêng và thú vị của là men. Cái logo ấy, mà cái đấy nó khó, bởi vì là nó còn tỷ lệ cộng nữa. Nên là khi mình phải nhớ bên ngoài. Bạn xem bạn được là ai không, chứ tôi là tôi. Tôi hiểu không, bởi vì thực ra mình không phải là chuyên về cái mảng như thế lắm. Nên là có lẽ mình sẽ cần một người biết thiết kế để mà định luận cho mình nhiều. Cái mảng sau đó thì nhìn nó đang, em cảm giác nó hăng hơi dồi dào đấy. Hướng của ta thì muốn đẩy nó bên xuống dưới cái layer. Đúng ạ, dưới như kiểu mảnh cái pin ra là mong là nhìn được thế này ấy. Chứ mảnh từ trên xuống nhìn ra này. Nhìn từ phía ngang. Ừ, nghĩa là dọc xong rồi như kiểu là men kiểu topping ấy, mà nó thả xuống ấy. Ui, ý là như thế.
kiểu cho hơi hơi lượn lượn chị. Hơi lượn lượn có nghĩa ít sóng hơn. Ít sóng hơn. Thì nên nhìn nó một cách khách quan ấy, kiểu bởi vì là mình nhìn xong rồi đứng dậy đi tầm 20 phút nhìn lại xem nếu mà nó vẫn như thế thì chắc là nó có vấn đề, kiểu gửi người khác xem. Khi mà mình đã có những ý tưởng về logo cũng gần hoàn thiện rồi thì tôi nghĩ là mình được khoảng 20%. 20%? Thì đây là bài tập nhóm cho nên là tôi nghĩ 80% còn lại tất cả bọn mình đều cố gắng mà hoàn thiện cùng nhau thì tôi nghĩ đấy là một cái thành công. Của lần giao cho là chủ cơ sẽ là những cái ví dụ menu này. Bên thầy là cũng có thể khuyến mãi. Bây giờ là bây giờ cái này làm bằng bìa cứng thì bây giờ nếu mà trong trường hợp trời mưa thì nó không thì nếu mà đã ở đấy này sẽ không phải.